Ở lĩnh vực y tế, chiều ngày 6 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Được biết hiện tại sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đang hồi phục rất tốt. Tất cả người tiếp xúc gần với bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Bộ Y tế khuyến cáo Thành phố Hồ Chí Minh cần kiểm soát chặt chẽ, phòng tránh bệnh đậu mùa khỉ lây lan ra ngoài cộng đồng. Tại buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, để phòng chống, tránh lây lan từ ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC đã phối hợp điều tra, lập danh sách 9 người tiếp xúc gần, trong đó có 4 nhân viên y tế và 5 người thân bệnh nhân để theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Sau 11 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng, tất cả người tiếp xúc gần với bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. HCDC cũng đã phối hợp Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh khử khuẩn tại nhà bệnh nhân. Đoàn công tác Bộ Y tế khuyến cáo, để làm tốt công tác phòng chống đậu mùa khỉ thời gian tới, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nên tiếp tục chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về kịch bản đối phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ, tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo việc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, nhất là các khu vực có nguy cơ xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ từ các nhóm nguy cơ cao. Trước đó, bệnh nhân nữ sống ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh khởi phát bệnh ngày 18 tháng 9 khi đang du lịch tại Dubai. Ngày 22 tháng 9, chị về Việt Nam với triệu chứng sốt, kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Ngày 25 tháng 9, bệnh nhân được xác định dương tính với bệnh đậu mùa khỉ và cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Để an toàn cho bản thân và cộng đồng, quý bà con cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ đã được ngành y tế khuyến cáo.